Hello, xin chào anh em. Đối với một mẫu CPU khi mua về sử dụng thì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm đó chính là hiệu năng thực tế và làm sao để có thể tối ưu và không gây lãng phí. Thông thường sẽ chỉ có hai nhà sản xuất CPU đó chính là AMD và Intel. Trong một phân khúc giá khoảng 5 triệu đồng một phân khúc tầm trung, chúng ta sẽ có hai mẫu CPU cạnh tranh nhau đó chính là Intel Core i5 11400 thuộc thế hệ thứ 11 và AMD Ryzen 5 3600. Về mặt thông số của hai mẫu CPU này thì gọi là gần tương đồng thôi. Đối với CPU Intel Core i5 11400 và sẽ có mẫu CPU 6 nhân mẹ luồng xử lý và xung nhịp lên tận là 4.4 GHz. Còn đối với mẫu CPU Ryzen 5 3600 sẽ là 6 nhân mẹ luồng và xung nhịp xử lý sẽ là 4.2 GHz. Nếu nói về mặt thông số thì AMD sẽ thấp hơn một chút, thì điều này là một điều vô cùng dễ hiểu bởi vì AMD Ryzen 5 3600 được ra mắt vào tháng 7 năm 2019 mà bây giờ là năm 2021 rồi. Còn đối với Core i5 10400 thì đây là một mẫu CPU vừa mới ra mắt ở trong năm nay thôi. Cách biệt nhau gần 2 năm, vậy thì cái hiệu năng thực tế sẽ là ra sao? Vấn đề đầu tiên chúng ta cần đi tới đó chính là về phần trải nghiệm sử dụng hay khi là các bạn mua thẳng CPU về và lắp luôn mà không cần quan tâm vấn đề khác. Đối với CPU Intel thì hãng đã thay thế một cái mẫu tản nhiệt lõi nhôm gọi là bình thường bằng một cái mẫu tản nhiệt lõi đồng. Kích thước vẫn như vậy nhưng thay vì lõi là bằng nhôm thì bây giờ chúng ta đã có lõi là bằng đồng. Còn đối với CPU của AMD thì sao? Là một mẫu tản nhiệt thông thường đi cùng với 5 tháng, mẫu tản nhiệt full nhôm, một hệ thống cánh quạt to hơn khi so với Intel. Thực tế ra, nếu như mình nói việc sử dụng tản nhiệt stock cho cái nhu cầu gaming thông thường thì hoàn toàn ổn và không vấn đề gì xảy ra cả. Thế nhưng cái câu chuyện sẽ khác nếu như các bạn sử dụng để làm việc trong cường độ mạnh, ví dụ như kiểu render hoặc là treo máy trong một thời gian dài. Nhiệt độ của tản nhiệt stock của AMD lẫn Intel đều không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Lý do cho việc này chúng ta sẽ cần một dẫn chứng, đó chính là về phần gọi là cái giới hạn tản nhiệt của cả hai cái mẫu này. Cụ thể mình sẽ nói về tản nhiệt của Intel đi. Đây là mẫu tản nhiệt thế hệ mới và tản nhiệt cho các mẫu CPU tiêu thụ khoảng 85W điện. Các bạn có thể xem thông số ở trên hãng là CPU Intel Core i5 11400 chỉ tiêu thụ khoảng 65W điện. Nhưng thực tế ra cái điện năng tiêu thụ của mẫu CPU này sẽ rơi khoảng chừng 138W, tức là vượt quá khoảng 40% so với khả năng tản nhiệt của mẫu tản nhiệt stock này. Thế nên nếu như các bạn muốn sử dụng CPU liên tục những kiểu render thì bắt buộc các bạn phải mua một cái mẫu tản nhiệt rời để có thể tận dụng được tốt cái hiệu năng. Chuyển sang đối với CPU AMD Ryzen 5 3600, vấn đề tương tự cũng xảy ra. Thì đối với CPU của AMD, cái nhiệt độ bị giới hạn lại sẽ là khoảng độ 95 độ C. Nếu như mà các bạn sẽ không thể nào vượt quá được 95 độ C đâu. Nếu mà lên đến mức đấy rồi thì hiệu năng của CPU sẽ bị giảm xuống. Các bạn chơi game thì sẽ không bao giờ gặp cái tình trạng đấy, nhưng render thì có. Vậy thì lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là các bạn nên mua thêm một bộ tản nhiệt có tối thiểu từ 4 ống đồng ở mức giá rẻ lắm. Theo như bên Anphat chúng mình thì những cái bộ tản nhiệt như vậy sẽ mức giá khoảng từ 400, 500, 600 nghìn là có thể sử dụng được rồi. Còn nếu như bạn nào đam mê sử dụng tản nhiệt nước all-in-one thì hoàn toàn có thể mua, hoặc là chơi sang hơn nữa, tản nhiệt nước custom thì lại càng tuyệt vời hơn. Khi đấy nhiệt độ của CPU thì nó phải mát thôi rồi luôn. Câu chuyện thứ hai đó chính là CPU AMD có hiệu năng gaming kém hơn Intel. Điều này có thể đúng nếu cách đây khoảng 3 năm, còn hiện tại thì điều đó đã không còn chính xác nựa. Mình đã test qua tổng cộng là 4 tựa game để các bạn có thể thấy được. Kết quả gần như là giống hệt so với những gì mình mong đợi. Tựa game đầu tiên là Far Cry 5. Hiệu năng khi benchmark đã có khác biệt khá lớn mặc dù dùng sử dụng chung cấu hình được mình lựa chọn đó chính là 16GB RAM DDR4 với bus RAM là 3200. Đối với những bạn nào mà kiểu lo lắng bị lãng phí hiệu năng thì đối với CPU thế 11 của Intel, Intel đã cho cái khả năng gọi là ép xung CPU trên cả dòng B, thế nên RAM bây giờ mua các bạn hoàn toàn thoải mái. Card đồ họa sẽ là GTX 1650. Lý do lựa chọn card đồ họa GTX 1650 để cho các bạn thấy được là trong hầu hết các tựa game thì card đồ họa sẽ luôn hoạt động max hiệu năng, còn CPU sẽ không hoạt động max hiệu năng. Và khi đấy chúng ta thấy được là trong cùng một cái cấu hình thì CPU nào sẽ cho ra FPS cao hơn. Và khi mình test ra thì cái mức chênh lệch đối với Far Cry 5, cái mức FPS chênh lệch cao nhất là hơn 20 FPS, và mức chênh lệch trung bình sẽ rơi khoảng 17 FPS. 17 FPS cho một cái cấu hình tương đương là mức chênh lệch tương đối ấn tượng. Còn đối với 3 tựa game còn lại thì cho kết quả cũng khá là xem nhau giữa hai cái mẫu CPU này. Thì cái mức chênh lệch FPS cao nhất sẽ rơi vào khoảng 3 FPS, đó là chính là tựa game Horizon Zero Dawn. Còn đối với Watch Dogs Legion và Shadow of Tomb Raider, FPS trung bình cho ra là tương đồng.
Một mẫu CPU gần 3 năm tuổi, một mẫu CPU vài tháng tuổi, cho năng game xem nhau thì cái câu nói mua Intel để chơi game ngon hơn đã không còn chính xác nữa rồi. Lời khuyên của chúng mình, gaming các bạn mua Intel hay AMD thì đều như nhau. Việc lựa chọn nằm ở việc các bạn thích hãng nào và các bạn kinh tế các bạn ra sao. Bởi vì là cái mẫu CPU AMD Ryzen 5 3600 này chúng ta đã ra mắt được một khoảng thời gian rồi. Thế nên cái mẫu main để có thể sử dụng ấy cũng có mức giá tương đối hấp dẫn. Bởi vì các bạn biết đấy, socket ARM4 vẫn được giữ nguyên là các bạn hoàn toàn có thể tận dụng lại. Nhưng mà cái vấn đề hiệu năng có được tối đa hay không, cái này thì mình không biết nhá. Đây mình xét trên phương diện kinh tế và tiết kiệm hơn. Còn đối với CPU Intel, chúng ta sẽ có một cái hãng sản xuất rất lâu đời và cực kỳ tối ưu cho các cái tựa game gọi là ăn đa nhân. Tựa game thôi nhá, không phải làm việc. Vấn đề cũng như câu chuyện cuối cùng đó chính là làm sao để chọn mua được một mẫu CPU tối ưu nhất. Đối với CPU Intel thì hãng đã hứa hẹn cho người dùng về việc cải thiện hiệu năng so với thế hệ tiền nhiệm. Nếu như mình xét trên phương diện thực tế, cái hiệu năng cải tiến ấy so với thực tế là gần như không thay đổi, bởi vì giới hạn về mặt tiến trình 14 nanomet chúng ta đã có được khoảng 7 năm rồi, và việc chạy đua theo số nhân sẽ không phải là giải pháp lâu dài dành cho Intel. Nếu như bạn trông chờ vào hiệu năng đa nhân mạnh mẽ của Intel so với thế hệ tiền nhiệm thì sẽ không có. Cái vấn đề được cải tiến ở đây đó chính là vấn đề đơn nhân. Cái hiệu năng đơn nhân của CPU Intel Core i5-11400, tức là cá nhân 11400 thôi, đã được cải tiến rất mạnh, và mình đã có thử qua Cinebench R20, thậm chí còn suýt bằng so với Intel Core i9-9900K. Wow, là một cái hiệu năng gọi là cải tiến tương đối khỏe. Cái hiệu năng thua chắc chỉ khoảng chừng 15% thôi. Hiệu năng đơn nhân mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng tới những cái trải nghiệm liên quan tới làm việc như các bạn dựng hình và một số các phần mềm. Các bạn dựng hình thô thôi nhá, và một số các phần mềm sử dụng đơn nhân và làm việc hoặc vẽ như 3D, 2D bằng bộ công cụ của Autodesk chẳng hạn. Và lời khuyên của mình, nếu như bạn nào mà đang tìm kiếm mẫu CPU để sử dụng cho nhu cầu làm việc 2D, 3D, dựng video thô thì hoàn toàn có thể cân nhắc ưu tiên mua CPU của Intel. Còn đối với CPU của AMD thì câu chuyện sẽ hơi khác một chút. Thế mạnh vốn có của CPU AMD là làm việc đa nhân rất mạnh, cộng với việc đó là có thể cho CPU ép xung để mở ra thêm những cơ hội và tiềm năng khi sử dụng trong cùng mức giá. Hoặc khi bạn mua về và sử dụng cho nhu cầu chơi game hoặc thuần render, tức là bạn không ép xung, không làm bất kỳ vấn đề gì cả, thì CPU AMD sẽ tỏ ra một sự lựa chọn vô cùng xứng đáng. Bởi vì mặc dù được ra mắt trước lên tận gọi là 2 năm đi, nhưng mẫu CPU AMD Ryzen 5 3600 khi mà sử dụng mình test qua thì đều có cái hiệu năng đơn nhân nhỉnh hơn khoảng chừng 13% khi so với Intel Core i5-11400. Vậy thì trong năm 2021, việc chọn mua mẫu CPU đã không còn nằm ở việc là CPU này hay lỗi, thế nên các bạn mua CPU kia đi, mà cái vấn đề nằm ở chính nhu cầu của các bạn sử dụng cho công việc là gì, mục đích của các bạn ra sao và quyết định chọn mua mẫu CPU nào. Nếu như là các bạn có khoảng 5 triệu đồng thì các bạn sẽ chọn mua mẫu CPU nào? CPU AMD Ryzen 5 3600 hay Intel Core i5-11400? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video để cho chúng mình được biết. Gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.